Chào các bạn, mình đang đứng ở gian hàng trải nghiệm mà máy tính chơi game của Asus. Ở đây mình đang có một cái thùng máy tên là ROG Titan 8890. Cái thùng máy này có cấu hình rất là mạnh. Nó gồm CPU Core i7-3960X, tốc độ gốc là 3.3GHz, có thể ép xung lên tới tối đa là 4.2GHz. Đó, nhờ một công nghệ tích hợp sẵn của Asus, card đồ họa NVIDIA GTX 690, đây là card đồ họa cao cấp nhất hiện thời của NVIDIA. RAM là 16GB, DDR3 bus 2133. Ổ cứng gồm có 2TB ổ cứng và là SSD 256 gồm 2 ổ 128. Và gồm có ổ quang và card Wi-Fi tích hợp trong. Đây, cái thùng máy mình có thể bấm nút này ra. Đó, thì ở dưới này là sẽ lộ ra cái ổ đĩa DVD kết hợp ổ Blu-ray. Trên này là các khe đọc thẻ nhớ. Đây ta có USB 3.0, USB 2.0, lỗ cắm tai nghe. Đây một cái lỗ khóa để bạn có thể mở cái khe này ra để gỡ nóng ổ cứng. Đây, ta sẽ được gỡ nóng ổ cứng ở đây. Và đặc biệt ở đây Asus có trang bị một cái nút gọi là nút Speed. Khi ta sẽ nhấn giữ, đó, thì nó sẽ bung cái này ra và máy sẽ tự động overclock CPU lên có thể tối đa 4.2GHz. Thì bên này ta có thể thấy là máy được trang bị bên hông gồm có 6 cái quạt. Thì khi nào mà cần làm mát thì là những quạt này sẽ quay. Hiện thời nó chỉ quay 3 cái quạt phía bên phải thôi. Đây, sẽ thử đóng lại. Khi mà bấm giữ một lần thì nó sẽ tắt chức năng overclock đi và thùng máy sẽ đóng lại như cũ. Ok, sẽ đóng lại. Xin cảm ơn các bạn.